chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Kênh YouTube của Mithy vi phạm bản quyền YouTube nên có nguy cơ bay màu. Sau vụ việc của Thơ Nguyễn thì YouTube đã bắt đầu quản lý chặt chẽ hơn với các YouTuber Việt Nam cũng như là đánh thuế cao hơn là 30%. Và người được gọi tên tiếp theo đó chính là streamer Mithy. Mới đây, Mithy đã khiến nhiều fan hâm mộ của cô lo lắng khi lên tiếng là trang YouTube tới gần 6 triệu lượt đăng ký của mình có nguy cơ bị gỡ bỏ. Cụ thể, Mithy chia sẻ YouTube của cô đang bị gặp vấn đề, tuy nhiên chưa thể nói gì chắc chắn cho đến ngày 17 tháng 3. Nhiều khả năng kênh YouTube mà cô đã gây dựng những năm qua sẽ bị mất. Hiện công ty của Mithy vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết để gỡ vi phạm bản quyền. Mithy chia sẻ thêm, hiện kênh YouTube của cô không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào dù là live, live stream hay đăng tải reaction hoặc là MV. Mithy cũng hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp sau một tuần. Sau đó cô nàng sẽ chính thức công bố rõ ràng với những fan hâm mộ của mình. Theo đó thì Facebook của Mithy, nếu có tinh ý có thể nhận ra, cô nàng cũng đã đề cập tới sự cố này trong đoạn trạng thái mới nhất khi series Take Me, Date Me của Mithy không được phát sóng vào khung giờ cố định như mọi khi. Hiện fan của cô nàng đang rất sốt ruột chờ đến ngày 17 tháng 3 để có thông báo chính thức từ phía Mithy. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News, và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ rằng nhớ like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức của trong ngày. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!